trong video này cách loại bỏ những tế bào chết với mặt nạ bơ, cam và chanh, những thành phần mà chúng ta cần tới trong cái mặt nạ này thì là chỉ có bơ, cam và chanh mà mình mới vừa nêu ra thôi. Thì để trước tiên thực hiện đó là các bạn nên là đánh nhuyễn bơ ra. Nạo lấy cái thịt bơ và đánh nhuyễn ra, mình đã đánh nhuyễn ra hết rồi thì cần tới là 2 muỗng canh, 2 muỗng cơm đó các bạn. Bơ đã nghiền nhuyễn bỏ vô một cái chén nhỏ, bỏ vô trong cái chén nhỏ này để chúng ta khuấy đều lên. Và một muỗng cà phê nước ép cam tươi, đây là nước ép cam tươi mình cũng đã ép sẵn rồi. Và một muỗng cà phê nước cốt chanh đó các bạn, nước cốt chanh mình cũng đã làm sẵn luôn để tiết kiệm thời gian. Thì khi các bạn bỏ tất cả thành phần vô trong cái chén nhỏ này rồi thì chỉ quậy đều lên thôi. Nhớ quậy đều lên thì cái hỗn hợp này nó hơi sành sạch. Và khi mà các bạn đã quậy đều xong rồi đó thì các bạn nhớ là đi rửa mặt bằng nước ấm để cho những lỗ chân lông nó mở ra. Và khi chúng ta sử dụng cái mặt nạ bơ vô thì chúng ta sẽ lấy được những cái chất dơ bẩn từ trong những lỗ chân lông ra luôn. Và sau khi rửa mặt xong thì nhớ lau khô lại. Sau đó thì các bạn lấy cái hỗn hợp này, các bạn hòa đều lên trên mặt của các bạn. Và các bạn nhớ là tránh cái vùng gần mắt và những cái lông mày, và xoa theo chu kim đồng hồ. Như vậy hỗn hợp này rất là mát. Các bạn cứ xoa, xoa cho đầy mặt và tránh những cái vùng nãy mình vừa nói ra. Nếu mà hỗn hợp này còn dư thì các bạn có thể là xoa lên trên cổ chẳng hạn, thì vừa được làm da mặt mà vừa làm cổ luôn. Thì sau khi mà hoa hết da mặt và cổ xong thì các bạn cứ để yên như vậy 20 phút. Thì trong thời gian đó các bạn có thể đi nghe nhạc hoặc là đi nghe giảng kinh hoặc là làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng mà các bạn nên tránh là đừng có cười nói gì nhiều hết trong khoảng thời gian đó, để tránh giống như là tạo ra những cái nếp nhăn đó các bạn. Nên tránh ra những cái điều mà mình mới vừa nói ra. Thì xong 20 phút sau đó thì các bạn rửa lại bằng nước ấm và lau khô. Nhớ là nước ấm chứ không phải là nước lạnh. Thì cái cách này đó, các bạn có thể sử dụng là mỗi tuần một lần. Và khi mà các bạn làm cái mặt nạ bơ dưỡng da này đó, thì nó sẽ làm sạch và nó sẽ nuôi dưỡng cái làn da của các bạn. Ngoài ra thì nó còn loại bỏ những cái tế bào chết trên làn da giống như mình nói ở phía đầu video này. Chỉ có thế thôi. Rất là dễ thực hiện và cái công dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Chỉ như vậy thôi. Các bạn nếu có cảm thấy thích cái video này thì các bạn có thể bấm like ở phía dưới video hoặc là để lại comment trên YouTube. Còn các bạn nào chưa bấm subscribe để cập nhật những video mới của mình thì các bạn có thể bấm subscribe, sẽ nhận được những video mới của mình bỏ lên thường xuyên. Vậy nha các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình và mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye!